Hello mọi người đến với channel của Hữu Pháp nha. Hôm nay Hữu Pháp có thời gian đi săn với lá cao su nữa nghe anh em. Đây, Hữu Pháp vẫn bắn với mẫu lá của Hữu Pháp, HB của Hữu Pháp nha. Chặt 7.5 nha. Nhưng mà hôm nay anh em thấy gì lạ không? Hôm nay Hữu Pháp bắn kết hợp hai loại thun nha, thun ghi sai và thun Super Hunter ghi sai 0.65 và Super Hunter 0.65 nha. Khẩu độ dài là 12-19, 125 nha mọi người. Bắn với B7 nha. Đây giờ này cũng trưa nghe mọi người, 12 rưỡi nha. Pháp mới gửi hàng rồi dưới đi giao mấy đơn hàng cho mấy khách gần á. Bây giờ mới đi săn được. Rồi, anh em theo dõi hành trình đi săn hôm nay của Pháp coi bắn được con gì không nha. Anh em thấy bằng áo này là biết Pháp sẽ đi kiếm hàng khủng rồi nha. Let's go nha. Anh em theo dõi hành trình coi hôm nay Pháp bắn kết hợp hai thùng coi ra sao nha mọi người. Let's go mọi người ơi. Hôm nay Pháp đi bắn dây nè anh em, rớt cu cầm vô đó nè. Đụng độ hàng khủng anh em ơi. Trời ơi. Nó quay lưng lại cho mình nha anh em. Đây. Heo anh em. Kết hợp giữa ghi sai và Super Hunter nha anh em. Ở hung Pháp hôm nay thì bắn là 12-19 và 125 nha. Ghi sai như vậy anh em. Trời ơi anh em, cu cầm anh em. Quá bự. Bao máu anh em ơi. Đụng hàng khủng à. Anh em theo dõi tiếp trình của Pháp nha anh em. Phải máu anh em ơi. Quá dễ rồi. Rồi, let's go nha anh em. Chết. Xin người vậy mọi người. Chạy chạy không gớt chạy. Gì chạy. Thấy không? Thấy không? Kìa mọi người. Gớt mà chết mọi người thấy không? Không đâu. Rồi, một con nữa mọi người. Quá xa luôn. Gớt của đó mọi người, xin ngọt gõ gàng. Chết con còn mọi người. Sao loại cái đó lụm đây trời. Thun này bắn quá ngọt mọi người. Gớt nó mọi người. Để Pháp lội ra mới sâu không nó tài. Chết luôn rồi. Sâu không ta. Gớt cao đó mọi người, để mình đi đường đó ra lụm mọi người. Nãy gớt con cò khúc đó nha mọi người. Nè mọi người. Con cò nãy mình bắn ở trong đường nữa nha mọi người. Nó bay qua đây nè mọi người. Ê con cò nó bắn đi đâu mọi người. Trời ơi con cò khá to. Cò bay nha mọi người. Này gần muốn khá đẹp luôn mọi người. Đây mình khám nữa chúng đâu. Ô xiên nách mọi người, quá máu. Ui cậu bảo nha. Đây. Vẫn là hung ghi sai và Super Hunter nha mọi người. Xem để mà kêu mọi người. Mà tranh thủ ra nha. Còn cỏ đó kìa mọi người. Quá trời cỏ luôn. Quá đã mọi người ơi. Bắn xiên quá ngọt mọi người. Lực hung quá ghê. Thôi tiếp tục mọi người. Rồi nó phút phút ra đây bắn nó. Bắn nó bay. Quả nha mọi người. Chết. Chết. Té mọi người. Rớt mọi người ơi. Rớt cầu bạo xuống nha. Đâu ta. Chưa có thấy rớt cầu bạo xuống mà anh. Rớt con cò xuống á anh. Em mới bắn cái bụp té ngang rớt xuống rồi đó. Đâu chạy, còn dính cho nó không tại. Đâu ta. Gì chạy. Gì ta. Đúng cái đầu kìa mọi người. Nhắm cái đầu nữa nha mọi người.
bắn nó khá cao trên đọt đạn xuống. Được, ngàn cổ. Dạ. Không nữa, gõ tiếp ơi. Rớt cái đầu ơi. Chết chết mẹ. Bò vô nó chết luôn rồi. Ê, ê, ê. Đừng có đi. Chị trời. Dì trời. Dạ trời, chết luôn. Rồi, lạc mọi người. Ồ, cò bự quá mọi người. Nó to. Hơi bòi hơi dở nha mọi người. Trời. Đọt đàn này cao lắm nha mọi người. Mình bắn cò là khoảng 30 mét đó mọi người. Rút trên cao đó luôn. Đây, cò nha. Trời ơi, bòi hơi dở mọi người. Chạy qua đây mệt quá. Xa á mọi người. Quá đã nha. Cò bự. Ôi, hơi máu. Đậu máy ngang mà nhìn phớp tới không chuyện. Trên đọt luôn. Đây nha. Vẫn là hung resize và super hunter nha mọi người. Trúng cây mà, bềm bẹp mọi người. Chết. Rớt luôn. Trời trời. Khá nổ khá to mọi người. Rớt qua đây, nó coi lụm được đâu. Ở trong đó. Chúng không phải đẹp mọi người. Anh bỏ kiếm luôn. Chết mọi người. Rất. Bị nha. Bị đẹp đúng già luôn mọi người. Nín. Mình bắn nó trúng đạn kia nín mọi người. Này là super hunter và ghi sai không mọi người. À việc cũng. Trời ơi nó già đó mọi người thấy chưa. Quá đã mọi người. Nó đầy hai con nha mọi người. Ba hết con này. Đây. Kêu không mọi người. Ôi. Cái nửa ký mọi người. Bự. Mọi người thấy con bị bẹp nè. Quá bự mọi người. Nửa kilo á. Quá chặt ức rồi. Tiếp tục mọi người. Quá máu. Tiếp tục nha mọi người. Mọi người có thấy hay có muốn mua hàng thì liên hệ với số điện thoại góc bên trái màn hình của Pháp nha mọi người. Hộ Pháp có bán tất cả các loại hobby luôn nha mọi người. Rồi. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại góc bên trái màn hình cho Hộ Pháp tư vấn nha mọi người. Và đã mọi người ơi. Được rồi. Okay. Lép nha mọi người, đứng lép sẹp đó luôn. Chết luôn rồi. Chết luôn rồi. Hay chết cò lép không? Trời ơi, bắn viên đạn mọi người. Gỡ cò lép nha. Bắt vào lụm cò lép luôn rồi. Ơi, đứng lép sẹp mà bắn cái viên một lụm anh em. Không phải dễ bắn nó đâu anh em. Đâu rồi tại. Đâu rồi. Nãy nhánh này rớt xuống. Còn lết hay gì trời. Đây. Cò lép nha mọi người. Super hunter đi sai nha. Tiếp tục mọi người ơi. Mấy con này chiên nước mắm ngon lắm mọi người. Rồi, hello anh em nha. Giờ Hữu Pháp đang đi săn về nha anh em. Đây là thành quả của Pháp nha. Hữu Pháp bắn được hai con cò bự.
một con mèo bẹp và một con cu cờm và một con cò lép nha. Hôm nay đi bắn cũng được khoảng gần 4 tiếng rồi mọi người, mà thành quả được nhiêu là cũng ổn rồi, tại trời quá trời mưa rồi, dưới giờ này tối lên nữa, đường sình quá, mình đi về mình có công chuyện nữa nên về sớm anh em ơi, đủ clip rồi nên Pháp sẽ về. Rồi hôm nay test hai thun, hai loại nha, thun gì sai và Super Hunter nha, bắn khá là feel nha mọi người, cái này là trải nghiệm luôn á, tại vì đường đạn đi nó rất là lạng nha, tại vì hai lực thun này nó không đều nha mọi người. Super Hunter thì nó giãn hơn gì sai nha, bắn một chút thì nó giãn hơn gì sai, mới vô một hai viên đầu thì hai loại thun nó đường đạn đi rất là ok, bắn sau một chút là Super Hunter nó sẽ giãn hơn, nhưng mà lực của Super Hunter nó rút mạnh hơn gì sai nha anh em. Rồi anh em thấy video hôm nay Pháp làm hay thì cho Pháp xin một lượt đăng ký kênh và một lượt like nha. Anh em có mua hàng thì liên hệ với số điện thoại bên góc bên trái màn hình của Pháp nha. Rồi Pháp xin kết thúc video đây nha anh em.